it's all about. Thời tiết bất lợi khiến Lewis Hamilton phải xuất phát ở vị trí thứ 6 ở GP Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên với đẳng cấp của mình, Hamilton đã xuất sắc vươn lên dẫn đầu kể từ vòng 37. Tay đua của Mercedes bảo toàn lợi thế trước khi cán đích đầu tiên với thành tích 1 giờ 42 phút 19 giây, bỏ xa các đối thủ phía sau tới hơn 20 giây. Chiến thắng ở chặng đua Thổ Nhĩ Kỳ đã giúp Lewis Hamilton vô địch sớm 3 chặng. Tôi rất hạnh phúc đến nỗi không thể nói lên lời. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn đội, những người đã gắn bó với tôi trong những năm qua và cả gia đình tôi nữa. 7 lần vô địch F1 của Lewis Hamilton diễn ra vào các năm 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 và 2020. Với sức mạnh vượt trội so với phần còn lại, Hamilton hoàn toàn có thể giành thêm một hoặc vài chiếc vô địch nữa trong tương lai để vượt qua cả người đàn anh Schumacher. Rạng sáng nay, Rafael Nadal có trận mở màn ATP Finals bằng cuộc đọ sức với Andre Rublev. Tay vợt người Tây Ban Nha khởi đầu thuận lợi khi bẻ break thành công ở game 6, tạo đà thuận lợi để khép lại set 1 với thắng lợi 6-3. Sau set 2, Nadal bẻ break ngay màn giao bóng đầu tiên của Rublev. Dù rất nỗ lực, song trong một ngày mà Nadal chơi quá ổn định, tay vợt người Nga đã không có bất kỳ cơ hội nào để lật ngược thế cờ. Nadal khép lại trận đấu sau 1 giờ 18 phút với các tỷ số 6-3 và 6-4. Kết quả này giúp tay vợt số 2 thế giới tạm thời dẫn đầu ở bảng lên đỉnh 2020. Ở trận khai mạc trước đó, Dominic Thiem đã khuất phục Stefanos Tsitsipas sau 3 set với tỷ số lần lượt các set là 7-6, 4-6 và 6-3. Theo ký giả Chris Hay của ESPN đưa tin, Anthony Davis đã từ chối điều khoản mùa cuối với mức lương 28,7 triệu đô trong hợp đồng. Như vậy, Anthony Davis đã chính thức trở thành cầu thủ tự do, qua đó có thể sở hữu ba hợp đồng mới với số tiền khủng hơn. Giới chuyên môn nhận định, nhiều khả năng Davis sẽ tiếp tục gắn bó với Lakers sau mùa giải thành công với chiếc vô địch đầu tiên trong sự nghiệp. Chiếc vô địch thứ 17 trong lịch sử Lakers có dấu ấn rất lớn từ Davis với trung bình 26,1 điểm cùng 9,3 rebounds ở mùa giải vừa qua. Sau Anthony Davis, Rajon Rondo là cái tên mới nhất của Lakers từ chối hợp đồng năm cuối để trở thành cầu thủ tự do. Hiện tại, Clippers và Atlanta Hawks đang nhắm đến việc chiêu mộ cựu tuyển thủ của Boston Celtics. Với Lakers, nhà vô địch NBA năm nay đang nhắm đến Dennis Schroeder. Ký giả Andre Wojnarowski cho biết, phía OKC Thunder cũng đang cân nhắc trao đổi Schroeder để lấy Danny Green và lượt pick thứ 28 tại NBA Draft năm nay. Chung kết bóng bàn đơn nam World Cup là màn so tài giữa Mã Long và Phạm Chấn Đông. Sau khi thua chống vánh 3-11 ở set 1, Chấn Đông vùng lên và dẫn ngược 3-1. Tuy nhiên, Mã Long đã thể hiện bản lĩnh đáng nể khi cân bằng tỷ số 3 đều, buộc trận đấu phải giải quyết thắng thua ở set 7. Set cuối diễn ra căng thẳng ở giai đoạn cuối khi Mã Long rút ngắn cách biệt xuống còn 19. Tuy nhiên, hy vọng lật ngược thế cờ của tay vợt 32 tuổi đã tan thành mây khói sau tình huống rút lưới thắng chung cuộc 4-3. Phạm Chấn Đông trở thành tay vợt đầu tiên 3 lần liên tiếp vô địch World Cup môn bóng bàn. Đây cũng là danh hiệu Major đơn thứ tư trong sự nghiệp của tay vợt 23 tuổi. Tất cả đều là chiếc vô địch thế giới, đồng thời chắc một trong hai suất dự Olympic Tokyo vào năm sau. Việc săn nickname chuẩn tên của tuyển thủ nổi tiếng là một câu chuyện quen thuộc với cộng đồng liên minh huyền thoại. Nhiều người sẵn sàng bỏ ra số tiền khổng lồ để sở hữu nickname của thần tượng trong game. Giờ đây, câu chuyện này đã lớn sân sang cả liên minh tốc chiến. Tựa game tuy chưa ra mắt chính thức tại thị trường Trung Quốc, song các game thủ đã tranh nhau nickname của các tuyển thủ liên minh huyền thoại đình đám. Hai cái tên được cộng đồng tranh nhau nhiều nhất là Faker, huyền thoại vĩ đại của đảng Liên Minh, và Uzi, một tượng đài của LPL. Trong khi đó, một game thủ được cho rằng sẵn sàng bỏ ra hơn 500 triệu đồng mua lại một ID Faker từ một người khác sở hữu cái tên này trong game. Hiện tại, tốc chiến đã phát hành chính thức ở một số quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan. Với thị trường Việt Nam, tốc chiến sẽ có mặt trong tuần đầu tiên của tháng 12 năm nay. Thị trường chủ nhiệm Bắc Mỹ đang trở nên sôi động với hàng loạt những động thái từ các đội. Nếu như Team Liquid dùng lương khủng để giữ chân thành công Jason, thì Team Solomid sẵn sàng trải thảm đỏ, mời chào Power of Evil để thay thế cho Person tại giải nghệ. Cloud9 được dự báo sẽ phá két để chiêu mộ Purse của G2. Trong khi đó, Evil Geniuses vừa thông báo chia tay ba cái tên là Kumo, Golden Glue và xạ thủ Bang, gạt hái vô vàn danh hiệu cùng với SKT. Thế nhưng, sự nghiệp của Bang đã chuyển lại khi sang Bắc Mỹ thi đấu. Sau 30 giây gắn bó, Dave Kidd cũng đã nói lời chia tay Evolve trước khi đội tuyển giải thể. Bên đổ tiềm năng của xạ thủ 19 tuổi này được dự đoán là Gam. Trên trang cá nhân, Dave Kidd cũng nhằm xác nhận thông tin này bằng cách nhắc đến màu vàng đen, màu áo của cựu vương Vizes. Tuy vậy, Dave Kidd đã đứng trước nguy cơ không thể gia nhập Gam. Không những vậy, sự nghiệp thi đấu của xạ thủ người quản trị cũng đang có khả năng phải bỏ ngỏ. Cụ thể, theo tiết lộ mới nhất từ Dave Kidd, cựu xạ thủ của Evolve dường như đã nhận được giấy báo nghĩa vụ quân sự. Nếu nghỉ thi đấu trong 2 năm, sự nghiệp của Dave Kidd với Liên minh huyền thoại có thể bị ảnh hưởng rất lớn bởi meta Liên minh huyền thoại thay đổi không ngừng.
Minh chứng là trường hợp của Forgiven, xã thủ khét tiếng của châu Âu cũng từng mất chừng đó thời gian để nhập ngũ và giờ đang chật vật với việc hòa nhập với hệ thống thi đấu hiện tại.